xem mấy nghệ nhân vật cái cây này. Đang ít việc quá anh Tân, xem có cho em nhặt nhặt với. Cái này nhặt mất công lắm. Từ mai ra đây nhặt thôi. Dạ. Nhặt được cái nào nhặt. Hay quá. Lấy được lấy, cho hết. Đây này, không này. Đấy, ý là nhặt hộ anh này. Chỉ đâu em nhặt cho ý, em cắt cho ý. Thế anh đang bảo chú cứ nhặt thoải mái, xong rồi dễ nào thích. Đấy. Cấy mặt. Và bây giờ đồ đây, cắt bằng hết chỗ này cho anh là em cắt rồi. Con này nhìn vật ngại nhỉ. Đúng, phải đưa ra đây thì mới vật được chứ bây giờ. Nhặt từng tí một lâu lắm. Rồi là làm lại đá. Làm lại đá thế này. Hôm nay làm xong rồi. Tiếp. Điền này, lão điền này. Đá, đá, đá nhìn như gỗ, sướng. Đây là cây các cục khách mang ra làm đá, khách mang ra làm đá, ý đá, đục những cái miếng nó hợp lý và nhúng những cái viên đá vào, xong rồi làm màu nước vào cho nó đẹp. À đây, quay cái tác phẩm Hồ Gươm này, Hồ Gươm này. Cây phượng ở bờ hồ ấy, tác phẩm Hồ Gươm của cái có cây phượng ở trên đảo. À, cây phượng, kiểu là cái phượng thân này ít đấy, rất là quái mà lại siêu mà siêu siêu mà lại lành lặn. Nó là cây thân gỗ cây to mà kiếm cây ngắn ngắn này ít đấy, cũng thuộc diện hiếm đấy. Và hôm qua vào anh chơi mà, nhưng mà anh chưa về. Ở đây chơi mấy anh em mà lại bảo thôi ở đây, trên vừa mới xuống một lúc. Vâng. Vâng, mời em vào ngó tí. Còn cái đồ nêu rêu. Cho biết nhà nào? Không, đối nuôi đôi năm nữa thì ngon. Toàn là có nét cả. Ừ, không, mình đồ đấy chỉ nuôi con nào mà nó cũng được ấy. Thì chắc đến mùa nắng là phải bán hết rồi. Còn con nào được thì là giữ đến cuối năm. Con nào mà mình cảm thấy nó có tương lai thì mình giữ. Không thì là cho nó đi, khỏi phải chăm nó. Bởi vì có chăm nó thì nó cũng không lên được. Được, mình cứ ra vào cho nó. Mình thành công, nuôi thành công lắm. Bởi vì là năm cái đều 3 năm còn hơn 200 cái như thế cơ. Chuyện như thế chuyện thôi thì đâu. Ủa nhìn nhìn lại thì không để ra đi tìm kiếm ở đây là chịu luôn. Đấy, tháp rùa này.
Đây xong nó ôm vào đá rồi sướng lắm. Cực kỳ cổ thụ. Về cả cái cây xanh ngắm biển của anh này đã lành nước qua. Nhiều chứ anh có xanh quê cơ mà. Còn xanh quê của anh nhìn nó mới kinh. Xanh quê mẹ bây giờ nói là Tuyền như bây giờ thật sự là anh em thích nhất nhưng mà anh chỉ chơi anh không bán. Với anh em ở Bắc Ninh thứ là bị nhốt rồi. Không có luôn. Vào cung cấm rồi. Tất nhiên là bán lại thì bán rồi và đang còn thèm cỏ dãi nó không đạt đi được. Anh Tân mà giờ anh thèm thì anh thèm nhiều lắm. Thèm cỏ dãi không nổi. Toàn đồ ngày xưa đã vào mà ra đi ra. rồi. Đấy, vào cấm cung rồi. Cái đầu nó chỉ bằng cái sơm thôi đấy, Tuyền ạ, nuôi có hơn 2 tháng mà nó to bằng còn thế này, bằng còn thế cái rồi đấy. Với tốc độ kinh nghiệm. Mà đấy là chồng mà còn đất không thì chấu không đấy, chứ chưa phải là kỹ thuật đâu. Còn những con còn bán rồi, cứ là nuôi tốc độ. Thật sự mình chăm cây thì ấy lắm. Đấy, tiền nên biết nhìn có cái nào nó quát đau. Đúng rồi, không có dẹp, không có bọ trĩ. Nhưng mà thấy phân thiết đầy đủ lắm. Đấy chỉ cần con nào mà đến tầm cuối năm cái nhìn mẹ da nó trắng bốp rồi ngay. Được có mấy cái sân nuôi cây thoải mái. Được. Còn cỡ mấy con ta cần nuôi 2 tháng nữa thôi là gần mà là đẹp rồi. Có những cái nó bằng nửa của tay luôn. Đấy, con suy trực đấy, lúc nó mang về là bằng cái đũa thôi. Đầu là bằng cái đũa thôi, mới được hơn 3 tháng đấy, nó to vậy đấy. Hùng Kiều mà thích cái con suy mà anh để cái máng nước lắm. Ui, ok. Cái này nó gạ giống mấy cây nhưng mà. Thôi, để anh nuôi. Đấy, quả này xong thì vĩ đại lắm, kỳ vĩ lắm. Cái đấy là cái đồ nuôi là thỉnh thoảng là mình kiếm được đồ là mình nối được đi. Nhiều đấy, nhiều. Đâu những con mà mình đi mà mình kiếm được thì thôi, còn nó không kiếm được cây nào thì lại kiếm trạng kiếp lại đành mình nhổ đi cho nó. Thế anh đang giữ nhiều chứ. Đấy, giữ nhiều đấy chứ. Nhiều, trên. Rồi bán đầu năm bán nhiều con già, bán mất ít. Thế đấy, bán được bao nhiêu tiền hùn vào hết đấy. Có mấy khi thấy mang đi chợ mấy cái đồ ở nhà đâu. Ừ. Còn là mình bán ở trong ấy là nhiều, bán trong thành rất là nhiều chuyện. Vâng. Bây giờ thì chủ yếu trong đấy chợ giờ trong đấy cũng dẹp rồi đúng không? Chỉ ở đâu chả dẹp. Tránh tụ tập đúng không? Đổi lên tốt thế. Đấy, tần này. Cái khế này tiếp. Giống như cái đồ hay. Hôm qua hỏi cái cây xanh của ông Tám ở trên Hưng Bằng ấy. Ừ. Ông mới mua được nhưng mà cháy mà sát quá thôi. Này con ông lên phê như gì? Cháy quá. Dáng tương tự này gì? Đúng rồi, nhưng mà cháy quá. Cháy kệ nó chứ, sợ gì? Nhưng mà nó quắc khiếp quá rồi. Ba sẹo, mấy? Sẹo nó to ra. Ba mấy? Làm gì ba mấy? Chục phí thôi mà. Con chỉ bé tầm này thôi. Bé chỉ tầm 20 phân, bé hơn cái này, làm gì được bằng cây này. Bé hơn thì 20 phân thôi mà. Mà cái sẹo nó đây này, ví dụ cái vai này bên này đúng không? Ừ. Cháy một phát từ trên này cháy xuống đến đây cháy xong này. Lầy lành làm sao được.
mà thân này nó không được lành này, dáng thì đẹp đấy, xem có ảnh thấy thế đấy thôi, và tiền này không không phải vấn đề nhưng mà nó không nuôi được. Ủa, anh không làm mày nếu mà mày đi gặp con này anh chụp ảnh anh gửi cho anh đấy à, mẹ anh đi nghèo mà. Cái phôi lục bừng đấy anh cũng thấy là một phôi nó cũng rất là đẹp đấy. Vâng. Nó cũng hiếm đấy. Hiếm. Là cái đồ ba vai. Cái đồ mà kiểu kiểu cái như này ấy, mới gà cái đồ ấy là mẹ anh biết nhiều lắm. Thế và nó là ở cái mức giá mình cứ vẫn xuống cái vật dụng cho cái chậu. Chịu khó bắt đi xong em bắt lại. Nhưng mà anh mua giá thì toàn giá. À, đúng rồi. Mấy đồ anh đi rồi vào mẹ. Cái lục bừng nó lạ đấy. Lạ. Lục bừng lạ hay đấy. Cái này của anh à? Không, còn anh bảo anh Tân đưa ra đây để tuần nữa không ai lấy, anh lấy con này được. Con này lên lên chậu cái khác ngay. Anh cho lên chậu anh chơi cái nó khác ngay. Đúng rồi. Cây dáng dấp nó đẹp mà. Anh rất thích. Nhưng mà tôi cứ để cho anh ấy bán cho. Vâng. Đấy còn để đây không ai. Đúng rồi. Còn nó rất là đẹp. Cái này lọc lá lên chậu xong rồi cho nước nôi vào. Nếu như tuyển thì anh thấy nếu như con xanh này thì nó là bình thường. Vâng. Đúng rồi. Con xanh này thì anh em mình nó gặp quá nhiều. Nó nhiều. Như con lọc. Đúng rồi. Đấy. Đằng ngoài kia này nha. Dáng như này là lọc vừng kiếm ít. Đấy, lọc vừng này. Rồi ok, chào các bạn. Chào các bạn nghệ nhân để vào để uống nước tí.